Xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Alo Xe. Hiện tại thì em đã có mặt cửa hàng hệ thống Max Hòa Bình Minh chi nhánh số 4 ngay ngã tư Mếm Cù ha. Và anh chị có thể thấy cái chiếc này là cái màu sắc nó lạ không? Chiếc này là bên em đã được độ lên màu sơn là màu xanh, kiểu xanh nước biển á, giống như trên dòng xe quay Thái 125mm phiên bản bánh căm thắng đĩa. Thì ở video này em sẽ cập nhật là về mức giá cho quý anh chị tham khảo ở cái thời điểm tháng 8 này. Thì em thấy là mức giá trong cái này, trong cái tháng này á, thì nó cũng không có dao động gì nhiều, nó sẽ tăng và giảm trên lệch đâu đó khoảng từ 3 đến 500 nghìn thôi, tùy theo phiên bản, tùy theo màu sắc xe ha. Em nghĩ thì đây là một trong những cái lúc mà giá của dòng xe Honda Future này đã giảm đi rất là nhiều so với cái điểm trước đây rồi. Đó. Còn như chiếc này, anh chị nào muốn mua chiếc này á là mình phải độ lên màu sơn đúng không? Độ lên màu sơn thì chi phí chỉ có 2 triệu thôi ha, chi phí 2 triệu. Hoặc là anh chị muốn độ những màu sơn khác thì bên cửa hàng hệ thống Max Hòa Bình Minh họ vẫn nhận đặt sơn cho quý anh chị luôn ha. Nếu mà anh chị mà sơn cùng với màu sắc gốc thì chúng ta sẽ không tốn tiền đổi cái về xe. Còn nếu anh chị nào mà độ thêm màu sơn khác với màu sắc gốc á, thì chúng ta phải tốn thêm một khoản chi phí nữa để đổi cái về xe ha. Thì trước khi đi vào tìm hiểu về mức giá, về những cái khoản chi phí lăn bánh, khoản trả trước, thì anh chị hãy xem qua một đoạn intro này nhé. Rồi, xin chào với tất cả mọi người nha. Thì như các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình ở đây thì mình có một cái màu sắc nó rất là mới lạ ha. Thì đây là một trong những màu sắc mà đối với dòng xe quay Thái được rất là nhiều quý các bác anh chị ưa chuộng luôn. Đó là màu xanh, xanh nước biển ha, của phiên bản bánh căm thắng đĩa trên dòng xe quay Thái 125. Thì đối với cái dòng xe phu chờ ở thiên Việt Nam mình thì nó sẽ không có màu sắc này, nên là bên cửa hàng hệ thống Max Hòa Bình Minh họ cũng độ lên màu sơn này cho quý các anh chị tham khảo ha. Còn về mức giá trong cái tháng 8 này thì dòng xe Honda Future 125 2022 thì nó cũng không có dao động gì nhiều ha. Sẵn đây thì em sẽ cập nhật lại về mức giá cho quý của bác anh chị luôn. Còn anh chị nào mà thích những cái màu sơn độ á, như chiếc này á, thì anh chị cộng thêm cho mình 2 triệu ha, cộng thêm cho em 2 triệu đó thôi. Tại vì cái màu sơn này là màu sơn cao cấp luôn, rất là đẹp, nó 90 so với sơn zin, nên là anh chị cứ an tâm về cái chất lượng sơn của em nó. Nên tại nhìn thấy không, rất là đẹp luôn, không anh chị không thấy là không có khác gì so với sơn zin của dòng xe quay 125 hết ha. Đó, rất đẹp, sáng bóng luôn. Rồi, đối với các phiên bản tiêu chuẩn Future á, mức giá bán hiện tại thì chỉ có 32 triệu thôi. Như chiếc này ha, chiếc này là chỉ có 32 triệu thôi. Thì anh chị mà độ màu sơn này, anh chị cộng thêm mình 2 triệu nữa là chạy ra là 34 triệu. 34 triệu anh chị phải làm biển số ưu quyền thì tầm khoảng 2 triệu nữa thôi. Thì coi như chiếc này là ga lăn bánh luôn, là chỉ có 36 triệu ha, 36 triệu lăn bánh cho quý anh chị luôn. Đây là phiên bản màu xanh, xanh đen bánh căm thắng đĩa nha các bạn ha. Nha, bánh căm thắng đĩa. Rồi, sơ lược trên đây thì chỗ phần này thì cũng được sơn đen nha. Màu sơn xin đó là chỗ này phần màu đen luôn, chúng ta không cần phải sơn, mình chỉ sơn lại cái những chi tiết là màu xanh thôi đó. Đây, cái con này là cái màu xanh giống như màu xanh trên cái phiên bản cao cấp này nè quý anh chị đó. Thì màu xanh này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó kiểu giống quê Thái hơn ha. Rồi, nếu như anh chị nào mà mua cái phiên bản cao cấp mà bánh mâm thắng đĩa mà màu xanh này hoặc là màu đỏ là mức giá sẽ là 34 triệu 200 ha, 34 triệu 200 đối với cái màu xanh hoặc là màu đỏ đô. Đó, đây là bánh mâm thắng đĩa nha, anh chị nhìn thấy. Rồi, màu xanh này thì quá là quen thuộc rồi, không có gì xa lạ đến anh chị nữa. Rồi, còn những anh chị nào mua màu trắng như thế này là 34 triệu 800 ha, 34 triệu 800 đối với chiếc màu trắng này. Mức giá trong tuần này thì đối với màu trắng thì nó đã tăng hơn so với cái video trước mà em đã báo cho anh chị ở cái thời điểm mà cuối tháng 7 ha, là 34 triệu 500. Hiện tại thì em nó đã lên với mức giá là 34 triệu 800 rồi đó. Màu trắng ha, một trong những màu sắc mà thích hợp cho các bạn trẻ, các chú các bác luôn ha, phù hợp với mọi lứa tuổi. Rồi, còn anh chị nào mà mua trên các phiên bản đặc biệt màu đen nhám á, là mức giá sẽ là 32 triệu 500, nó chỉ mắc hơn so với cái phiên bản tiêu chuẩn thôi. Anh chị biết vì sao mà phiên bản đặc biệt màu đen nhám mà nó lại giá lại rẻ đến như vậy không? Nó rẻ hơn so với những cái màu sắc cái bóng cao cấp của anh chị. Tại vì những cái màu sắc nhám á, thì thông thường á,
là khi mà anh chị mới mua về thì tương đối rất là đẹp nha, nhưng mà anh chị sử dụng về lâu về dài á thì cái màu sắc nhám nó dễ bị bám bụi, dễ bám bẩn và nó nhanh cũ hơn, đặc biệt là cái màu đen nhám các bạn nha, đặc biệt là màu đen nhám. Đó, còn cái màu xanh xám nhám á, là mức giá sẽ là 32.500, thì nó cũng tương tự như vậy luôn đó. Nên là như quý vị nhìn thấy đó, cái màu sắc nhám gần như là mấy dòng số này nè không được khách hàng ưa chuộng nhiều, nên là cái mức giá nó cũng rẻ hơn so với một sắc bóng nha các quý vị nha, rẻ hơn so với một sắc bóng. Kể cả những dòng xe tay ga cũng vậy luôn, kể cả những dòng xe tay ga hầu như là màu sắc nhám là gần như là giá nó sẽ rẻ hơn so với màu sắc bóng hết đó, tại vì cái mức độ ưa chuộng nó không có, khách hàng kén lắm. Và thứ ba là về cái bản chất cái màu sắc nhám của nó thì nó sẽ nhanh bị bám bụi, nhanh bám bẩn, nhanh cũ hơn so với màu sắc bóng ha, nên là cũng không được nhiều khách hàng ưa chuộng, nên là mức giá của em nó cũng rẻ hơn đó. Đây là dòng xe Future hay còn gọi là Future LED đó quý anh chị ha. Đó. Rồi, mặt nạ thì chưa, nó sẽ không có hang ốc ha. Đối với dòng xe quê Thái thì nó sẽ có hang ốc ở đây. Đây. Bánh cầm thắng đĩa. Đó. Rồi, em cho anh chị xem sơ qua cái bảng thông số kỹ thuật của 125i này ha. Đối với cái khối lượng bản thân á, phiên bản hoành non ha, hoành nang hoa, tức là phiên bản bánh cầm đó quý anh chị. Là 104 kg, hoành đúc là 105 kg ha. Rồi, độ cao yên xe là 756, dung tích bình xăng là 4.6 lít nè. Kích thước lớp trước là 70-90-17, kích thước lớp sau là 80-90-17 ha. Rồi, thùng lò động cơ là động cơ xăng, làm mát bằng không khí, 4 kỳ, 1 xi lanh. Công suất tối đa là 6,83 kW tại 7.500 phút, cũng như là mô men xoắn cực đại của em nói là 10,2 Nm tại 5.500 phút ha. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của em nói là chỉ có 1,54 lít trên 100 cây số thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu khá là khủng cho một động cơ là 125 phân khói. Đó. Rồi, ở đây thì mình chỉ có trưng 3 màu sắc này thôi. Thì các bạn nào mà hoặc là quý anh chị nào muốn tham khảo những màu sắc khác thì bên em vẫn có xe. Nhưng mà ở đây thì bên em không có trưng thôi, tại vì cái không gian thì nó cũng có giới hạn, nên là bên em không có trưng đầy đủ màu sắc cho quý anh chị có thể là xem trực tiếp qua video này. Thì có những màu sắc nào thì em sẽ quay cho quý anh chị xem, hoặc là anh chị có thể là xem lại những video trước ha. Những video trước thì em có quay gần như là đầy đủ tất cả cái những cái màu sắc mà cho quý cô bác anh chị tham khảo đó. Ngoài ra thì anh chị có thể là lắp những cái ba ga nè để bảo vệ chỗ cái bụng xe, hoặc là lắp những cái móc treo đồ đó. Đặc biệt hơn thì khi anh chị chạy với dòng xe mà mặt đồng hồ bự như thế này á, thì anh chị nên trang bị cho mình một cái miếng dán BBF ha. Một miếng dán BBF thì trong cái phần mô tả, anh chị sổ phần mô tả ra, ở trong đó nó có một link ha, anh chị lên vào cái link đó để anh chị đặt hàng, hoặc là anh chị liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em ha là 0888 848468, thì em sẽ tư vấn cho anh chị về cái miếng dán màn hình này. Thì miếng dán màn hình này trong cửa hàng họ sẽ không bán với anh chị nha, anh chị bán gửi ở ngoài thôi, nên là anh chị nào mà liên quan đến vấn đề phụ kiện thì anh chị cứ liên hệ em ha. Còn anh chị hỏi về giá xe, trả góp, thủ tục, chi phí lăn bánh này kia thì anh chị cứ liên hệ với số điện thoại nhân viên của bên hệ thống Hòa Bình Minh trên màn hình, thì sẽ có các bạn tư vấn cho quý anh chị ha. Còn đây là cái ốp bảo vệ phuộc nè, inox ha. Thì anh chị nào mà muốn bảo vệ thì chị khi anh chị mua xe thì chị ốp vào cái loại này thì chỉ có mấy chục ngàn hả, nguyên một cặp. Thì anh chị xem sơ qua một lần nữa ha, cái chiếc màu xanh đó, tương đối khá là đẹp đúng không, nhìn y xì như là chiếc xe quay 125i Thái Lan luôn quý anh chị ạ. Nãy giờ thì em cũng đã cập nhật là về mức giá cho quý anh chị rồi, thì anh chị nào mà muốn tìm hiểu chi tiết hơn, cụ thể hơn, chi phí lăn bánh hoặc là chi phí trả góp thì anh chị cứ comment phía bên dưới ha, quyện tỉnh thì em sẽ trả lời trực tiếp trên phần comment của quý anh chị luôn. Còn chị nào muốn tư vấn cụ thể chi tiết hơn nữa thì anh chị cứ liên hệ với số điện thoại trên màn hình ha, thì sẽ có nhân viên tư vấn cho quý anh chị. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về xe máy nữa nhé. Em xin cảm ơn.